Vui xin chào mọi người. Mọi người người nhìn nhé, cái vườn xà cừ cây nó to bóng. Nói chung là cái đất đỏ Ba Gian mà rất tốt. Cà phê ở cái vườn mình thì mình Vương thấy có hơn 2.000 cà phê là trái nó nhiều lắm. Và một nửa là đất trắng nhé. Còn một nửa lại là trồng bơ với sầu riêng là ghép rồi, ghép mới trồng 1 năm thôi. Còn bé, bơ với sầu riêng. Ao suối thì thoải mái nhé, tổng diện tích là 5,7 hectare đất đỏ Ba Gian. Như mọi người nhìn hình ấy, ở phía dưới thì có ao nhé, có cái góc suối nhỏ, có ao lớn. Hơn 2.000 cà phê là nhiều trái, đang cho thu hoạch. Lô đất này là về trung tâm huyện Đắc Min, là 6 cây số là đến Hồ Tây nhé. Đất thuộc xã Đắc Nao, huyện Đắc Min, tỉnh Đắk Nông. Chỉ có 800 mét là đường đá cấp phối là vô ruộng, còn lại là đường nhựa và đường bê tông lớn. Đây, đất này nó có một khoảng tầm gần 1 héc, 5-6 sào gì đấy, là dốc ngang ngang giống như cái yên ngựa. Thì chủ nhà đã trồng là bơ, sầu riêng ghép rồi, đã tạo phân cấp. Còn phía dưới thì hơn 2.000 cà phê thì đất thoải bằng. Nói chung là đất thoải thôi. Có cái chòi nhỏ, ao lớn và có cái góc suối, nói chung là không hết nước. Cà phê nhiều trái lắm mọi người. Đường xe ô tô là vô tận nơi, 800 mét thôi, là đường đất lấn kết hợp với đường đá cấp phối, vô tận ruộng. Còn đi thêm 5 năm cây nữa là đường nhựa, đường bê tông lớn nhé, là đến thị trấn Đắc Min, Hồ Tây đấy. Nói chung cà phê nhiều trái lắm, tí Vương sẽ quay cận cảnh dưới đất cho mọi người xem. Năm phẩy bảy hecta thuộc xã Đắc Nao, huyện Đắc Min, tỉnh Đắk Nông. Hiện tại là sổ đỏ là 3,4 hecta với cái giá bán là rất rẻ thôi. Mình nhìn thấy đấy, nói chung là thì cái cây khu vực này rất tốt nhé. Cây bơ nó trái cả ký, cái bơ giống gì á, trái nó tốt lắm. Còn như cà phê đây thì cũng nhiều trái này, mới cà phê tơ thôi mà mình thấy là nó ra sai, mà nói chung rất sai luôn á. Nguồn nước tưới thì cái ao lớn rồi, có cái góc suối nhỏ. Mọi người liên hệ Vương qua hai số điện thoại trên màn hình. Số Vương là số đầu nhé, 0354 đấy. Còn số dưới là của Phan Anh, là cũng hỗ trợ Vương, là khi Vương bận thì Vương không nghe máy được thì mọi người điện số dưới nhé. 5,7 hecta, xã Đắc Nao, huyện Đắc Min, tỉnh Đắk Nông. Từ đây ra trung tâm huyện là 6 cây số. Mọi người tiếp tục xem video. Video còn rất dài. Vương chỉ biết nói tới đây thôi. Vương không biết nói thêm gì nữa. Xin chào và cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người xem video, nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ Vương. Xin cảm ơn mọi người.